Lần này quý vị đến Đài Loan để xin thọ giới, và một trong những người xin thọ giới đã hỏi tôi, đến đó có thể ăn thịt không? Quý vị đoán xem người đó là ai? Để tôi nói cho quý vị biết là ai đã hỏi tôi. Tôi nói có thể ăn thịt. Ăn thịt gì đây? Lần này phải ăn thịt lăng nghiêm. Một người khác lại hỏi tôi, thế có thể uống rượu không? Quý vị đừng hỏi là ai hỏi. Chỉ những người thích uống rượu mới hỏi thôi. Tôi lại nói với anh ta, có thể uống rượu. Uống rượu gì? Uống rượu đại bi. Hãy dùng đại bi làm rượu, dùng lăng nghiêm làm thịt. Vậy còn cơm thì sao? Cơm đương nhiên phải ăn. Ăn cơm gì? Ăn cơm Pháp Hoa. Hãy lấy kinh Pháp Hoa và coi như ăn cơm. Khi quý vị đang ở trên máy bay, đừng sợ. Tôi nói cho quý vị biết, quý vị đã ăn no thịt lăng nghiêm, uống đủ rượu đại bi, ăn no cơm Pháp Hoa rồi thì không sợ gì hết. Chiếc máy bay đó nếu xảy ra chuyện cũng không sao hết. Bởi vì đã có ba bảo bối này bảo hộ, cộng thêm các vị năm người, chính là bốn loại bảo bối. Vì vậy đừng sợ. Nhưng nếu quý vị thật sự hiểu điều mà tôi đã nói với quý vị mới có thể uống rượu này, ăn thịt này và ăn cơm này. Nếu quý vị không hiểu thì còn xem lại. Hán văn: A Nan bạch Phật ngôn, Thế Tôn, thử Bồ Tát Ma Ha Tát, danh tự Hà Đẳng, thiện năng tuyên thuyết Như Thị Đà La Ni. Phật ngôn: Thử Bồ Tát danh Quán Thế Âm Tự Tại, diệt danh Nhiên Sách, diệt danh Thiên Quang Nhãn. Thiện nam tử, thử Quán Thế Âm Bồ Tát, bất khả tư nghì, oai thần chi lực, dị ư quá khứ, vô lượng kiếp trung, dị tác Phật cánh, hiệu chánh pháp minh Như Lai, đại di nguyện lực, bị dục phát khởi, nhất thiết Bồ Tát, an lạc thành thục như chúng sanh cố, hiện tác Bồ Tát. Việc dịch: Ngài A Nan lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vị đại Bồ Tát Ma Ha Tát này, Ngài ấy tên là gì mà khéo tuyên thuyết môn Đà La Ni như thế? Đức Phật bảo, vị Bồ Tát ấy hiệu là Quán Thế Âm Tự Tại, cũng tên là Nhiên Sách, cũng gọi là Thiên Quang Nhãn. Này thiện nam tử, Quán Thế Âm Bồ Tát thần thông oai lực không thể nghĩ bàn, trong vô lượng kiếp về trước từng thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì nguyện lực đại bi, vì muốn làm duyên phát khởi cho tất cả các hàng Bồ Tát, vì muốn an vui thành thục cho chúng sanh, Ngài mới giáng tích hiện làm Bồ Tát. Lược giảng: Ngài A Nan lại bạch Phật, Ngài A Nan chính là em họ của Đức Phật, là con trai của vua Học Phạn, là bậc Đa Văn đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Sao gọi là Đa Văn? Chính là nghe và nhớ là đệ nhất. Ngài ấy vừa nghe qua, nhớ mãi không quên. Tại sao Ngài có trí nhớ siêu phàm như vậy? Bởi vì ở trong quá khứ, Ngài đã tu định lực, tu rất nhiều. Định lực đầy đủ, cho nên Ngài không bị tán loạn. Vì không tán loạn, nên khi nghe qua là Ngài nhớ mãi không quên. Bởi thế, kinh điển Đức Phật nói, Ngài A Nan nói lại không sót một chữ. Toàn bộ kinh điển đều lưu xuất ra. Ngài A Nan và Đức Phật tướng mạo gần như giống nhau. Đức Phật có 32 tướng tốt, Ngài A Nan có 30 tướng tốt. Tướng mạo của Ngài đặc biệt viên mãn. Cái tên A Nan là được phiên âm từ tiếng Phạn, có nghĩa khánh hỷ, vui mừng. Sao gọi là vui mừng? Vì khi Ngài ra đời cũng chính là ngày Đức Phật thành đạo. Ngày Phật thành đạo cũng là ngày Ngài ra đời nên gọi là khánh hỷ. A Nan bạch Đức Phật, Thế Tôn. Sao gọi là Thế Tôn? Thế là thế gian, Tôn là tôn quý nhất của thế gian và xuất thế gian. Vị đại Bồ Tát Ma Ha Tát này, vị Bồ Tát này, Ngài ấy tên là gì mà khéo tuyên thuyết môn Đà La Ni như thế? Ngài ấy tên là gì? Tuyên thuyết có nghĩa là tuyên truyền, thuật lại, nói ra, là thần chú Đại Bi Đà La Ni. Đây là nói về Đà La Ni ở phần trước. Đức Phật bảo,
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài A Nan: "Vị Bồ Tát ấy hiệu là Quán Thế Âm Tự Tại. Tên của vị Bồ Tát này là Quán Thế Âm Tự Tại. Quán chính là quán sát, cũng chính là dùng năng lực trí huệ quán sát. Quán sát cái gì? Quán sát âm thanh của thế giới. Âm thanh thế giới chính là cảnh giới sở quán. Cảnh giới sở quán của ngài là gì? Đó là các loại cảnh giới của tất cả chúng sanh, bao gồm chúng sanh thiện, chúng sanh ác, chúng sanh can cường, chúng sanh nhu nhược, đủ loại hình sắc. Tất cả âm thanh của chúng sanh là cảnh giới Bồ Tát này quán sát. Dùng trí huệ năng quán sát cảnh giới của tất cả chúng sanh. Vì sao ngài ấy có thể có được năng lực như thế? Vì ngài có đại định, cho nên được tự tại. Tự tại này là gì? Cũng chính là biểu hiện của định lực. Nếu không có định lực thì không tự tại. Không tự tại thì bị tám loại gió, bát phong xoay chuyển. Tám loại gió này đã giảng qua rất nhiều lần, tôi không biết quý vị có nhớ hay không, nhưng hôm nay cũng có thể nói điều này một lần nữa. Tám loại gió chính là tám loại cảnh giới. Người không có định lực khi gặp tám loại cảnh giới thì liền bị xoay chuyển. Người có định lực thì không bị tám loại cảnh giới này xoay chuyển. Thời nhà Tống, Tô Đông Pha và ngài thiền sư Phật Ấn thường đàm đạo cùng nhau. Mỗi ngày, Tô Đông Pha đều ngồi thiền ở Giang Nam Yển, cảm thấy cảnh giới của mình rất cao. Cảm giác mình ngồi trên hoa sen vàng, như bất động, liễu liễu thường minh. Ồ, loại cảnh giới này không có chỗ nào cao hơn, liền viết ra bài thơ. Khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Nghĩa: khấu đầu đảnh lễ đấng pháp vương, hào quang tỏa sáng chiếu đại thiên, tám gió thổi tâm không động, nghiêm trang ngồi trên sen vàng. Khể thủ thiên trung thiên, khể thủ chính là khấu đầu, thiên trung thiên là Phật, Đức Phật là trời trên cõi trời, là thánh trên các bậc thánh, ở trên cảnh giới tối cao cũng không có ai cao hơn Đức Phật. Ở cảnh giới thấp nhất thì cũng không có ai thấp hơn Đức Phật. Phật là tận hư không, biển khắp pháp giới, cho nên không có cao, không có thấp. Tô Đông Pha hướng Phật đảnh lễ, hào quang chiếu đại thiên. Ông ta cảm thấy, ông ta phát ra ánh sáng hào quang này chiếu khắp trời đất, chiếu đến tam thiên đại thiên thế giới. Sau đó, ông nói tám gió thổi không động. Tám gió là gì? Bây giờ tôi sẽ giảng để quý vị rõ hơn một chút. Tám loại gió là khen, chê, khổ, vui, lợi, suy, được, mất. Cũng có thuyết nói là phỉ báng và danh tiếng. Khen là gì? Chính là tán thán khen ngợi. Ví dụ, có người nói: "Này anh đúng thật là có tâm đại bồ đề. Anh thật sự là đại hộ pháp, công đức của anh rất lớn." Bên trái có người tân bốc, bên phải có người tân bốc. Không biết có tới bao nhiêu người tân bốc nữa, có thể tân bốc đến trời, lên tới cả tầng trời tam thập tam hay trời tứ thập. Lúc này quý vị cảm thấy, ồ, mình không tệ. Nếu không, làm thế nào anh ấy có thể khen ngợi mình? Khi nghĩ như vậy, thì lòng bay bổng theo mây, lên xuống hỉ hửng, con tim đập lộn nhịp không ngừng. Những người ưa tân bốc như vậy, sau khi được khen ngợi thì như lân lân, như ở trên mây. Đây chính là quý vị đã bị cơn gió khen ngợi thổi bay. Chê chính là chê cười, mỉa mai, châm biếm. Mỉa mai là gì? Khi quý vị học Phật thì họ dùng điệu bộ chua ngoa để nói: "Anh học Phật, ồ, học Phật có gì tốt?" Anh ta nói với giọng dài như dao đâm vào tai. Đó gọi là giễu cợt, mỉa mai. Nói chung, dù quý vị không muốn nghe, nhưng họ vẫn nói. Dù quý vị có vểnh tai hay bịt lỗ tai, thì họ vẫn nói vậy. Điều đó làm quý vị mất bình tĩnh. Một khi quý vị mất bình tĩnh, quý vị sẽ tức giận.
Ngọn lửa dựng cao tận 3.000 trượng. Đây là một cơn gió chế giễu, khiến quý vị nổi giận lên. Khổ có nghĩa là rất cay đắng, rất cay đắng. Giống như khi ăn thứ gì vào, quý vị thấy đắng thì rất khó chịu. Đối diện với khổ thì sẽ lo lắng. Khi lo lắng thì tức giận. Khi tức giận thì gần như toàn bộ máu trên người đều bị đốt khô. Khi khô rồi thì miệng đắng ngắt, răng sẽ đau, tai sẽ đau. Tất cả bệnh gì đều do đây mà đến. Cơn gió đắng này đã thổi quý vị vào bao nhiêu vấn đề như cau mày, mờ mắt, điếc và đau răng. Đây là đau khổ. Vui là niềm vui, hạnh phúc. Mọi người quý vị gặp đều là những người rất vui vẻ. Mọi người đều đối xử tốt với quý vị. Quý vị ăn ngon, mặc đẹp, sống tốt, đi lại bằng những chiếc xe sang. Cho nên lúc này quý vị rất hạnh phúc. Niềm vui chốc lát làm quý vị quên đi bổn tâm của mình. Sống giữa niềm vui khiến cho quý vị đánh mất đi nhiệm vụ, tìm đường trở về Phật quốc. Tất cả chỉ vì ngọn gió hạnh phúc khiến người ta mê muội, như thể họ đã thành tiên hoặc thành Phật. Khi đó, quý vị sẽ quên tu hành, chỉ vì quý vị đã hạnh phúc. Hạnh phúc cũng là một cơn gió độc, nên đừng nghĩ rằng hạnh phúc là tốt. Lợi, tức là lợi ích, đạt được lợi ích. Khi quý vị mua cổ phiếu với giá 500 đô la, nhưng 3 ngày sau, nó tăng gấp 4 lần, trị giá 2.000 đô la, lần này được lãi rất nhiều. Quý vị nghĩ, ồ, lần này tôi có thể giàu lên rồi. Điều này cũng là bị gió thổi lay chuyển. Suy, chính là suy bại. Ví dụ, nhà quý vị có 100 phòng, nhưng bất chợt bị cháy và lan ra hết tất cả. Ngọn lửa thiêu rụi tất cả, cả ngôi nhà bị cháy hết. Lúc này quý vị thấy rất tệ hại, đây là suy. Đắc chính là được. Khi quý vị đi trên đường, nhặt được 500 đô la thì lòng rất vui. Mất, sau khi quý vị có được rồi, không lâu lại mất, nên buồn, chợt vui đó rồi lại buồn. Hủy chính là hủy bán, phỉ bán. Dự cũng chính là khen quý vị. Hủy dự, hủy bán khen ngợi và xưng cơ khen chê đều giống nhau. Cho nên đổi xưng cơ thay cho hủy dự cũng được. Nếu quý vị không có định lực thì sẽ bị tám gió này cuốn bay. Và ngược lại, nếu quý vị có định lực thì bát phong đến, bạn không bị dao động. Đây gọi là tám gió thổi không động. Tô Đông Pha cho rằng mình bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Ông ta cho rằng mình đạt đến trình độ như ngồi trên hoa sen màu tím, như như bất động, liễu liễu thường minh. Thật tuyệt vời, ông ta nghĩ. Điều mình ngộ, không thể dùng ngôn từ nào mà diễn tả được, chỉ mượn tạm 4 câu kệ để trình bày. Lúc này mới hạ bút viết, rồi gửi đến thiền sư Phật Ấn, nhờ ngài ấn chứng sở đắc của mình. Thiền sư Phật Ấn rất vui, sai thị giả, gửi lại, trả lại bài kệ, không nói gì, chỉ viết 4 chữ ở cuối bài thơ. 4 chữ đơn giản, dễ hiểu, đó là đánh rắm, đánh rắm. Tô Đông Pha xem xong, hả, tôi viết thơ hay như vậy, sao ngài lại nói tôi là đánh rắm, thật bực mình. Lúc này, không cần 8 gió hay 1 gió, mà chỉ cần 2 chữ đánh rắm của thiền sư đã làm Tô Đông Pha nhảy dựng lên. Ông ta đi vội vã qua sông, từ Giang Nam đến Giang Bắc, đến chùa Kim Sơn, hỏi thiền sư Phật Ấn cho rõ ràng. Vừa vào cửa liền tức giận nói, này hòa thượng, sao thầy lại mắng tôi? Thiền sư đáp, ta mắng ngươi làm gì, ai mắng ngươi? Đông Pha, tôi làm bài thơ này là sự kiến giải sự tu hành của tôi. Tôi tu hành đến trình độ viết bài thơ này, tại sao nói tôi đánh rắm? Thiền sư đáp, ông nói bát phong suy bất động. Sao tôi chỉ đề 2 chữ đánh rắm thôi mà ông đã liền nhảy dựng mà qua xong rồi? Tô Đông Pha nghe nói vậy liền nghĩ, ồ đúng, đúng là chẳng ra làm sao cả, không có gì để nói.
đều là tại ta không có công phu. Nếu có đủ công phu, tám gió không lay động, đánh hai cái rắm làm sao đã nhảy dựng lên. Thế là Tô Đông Pha vội cúi đầu đảnh lễ, xin thiền sư chỉ dạy thêm, để về dục công tu tập. Vì sao Tô Đông Pha nhận được thơ phải lập tức qua sông từ Giang Nam đến chùa Kim Sơn ở Giang Bắc? Đó cũng chỉ vì công phu không tự tại mà thôi. Nếu như ông ta tự tại giống như Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ không vội vã đến hỏi cho ra lễ. Lúc đó đánh rắm hay không đánh rắm cũng không quan trọng. Muốn nói gì cũng được, tâm vẫn không lay động. Đó chính là công phu. Khi ấy thiền sư Phật Ấn sẽ khâm phục ông. Nhưng hiện thực thì Tô Đông Pha đã gục ngã dưới hai chữ đánh rắm của thiền sư. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha ha.